Thì hôm nay Khoa đang có mặt ở bên trong dự án Sunshine City Sài Gòn của chủ đầu tư là Sunshine Group. Thì hiện chúng ta đang có mặt ở bên trong căn hộ 3 phòng ngủ này nè các anh chị. Đây là bên trong căn nhà mẫu 3 phòng ngủ của cái tòa tháp S1. Thì sau này chúng ta sẽ được bàn giao khá là nhiều nội thất cao cấp ở bên trong căn hộ của chúng ta. Đặc biệt là trang thiết bị nhà vệ sinh là có giác vàng. Thì đây là căn hộ 110m², 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Thì diện tích thông thủy là còn 99m² đó các anh chị. Thì vừa vào bên trong thì các phòng ngủ sẽ được bố trí ở bên phía tay trái của chúng ta. Đây là các phòng ngủ. Đây là chúng ta sẽ có một cái khu vực nhỏ dành cho để đồ dùng, các trang thiết bị. Ngoài ra ở bên tay phải là một cái phòng ngủ. Và tất cả các phòng ngủ đều được bàn giao với gỗ, sàn lót gỗ, hệ thống điều hòa. Tiếp theo thì bên trong cùng của chúng ta đó chính là cái phòng ngủ master. Thì phòng ngủ master thì sẽ có nhà vệ sinh ở bên trong nha các anh chị. Là các thiết bị là cảm ứng, thì mà chúng ta bước vào là chúng ta sẽ thấy đèn tự động lên. Đây là trang thiết bị nhà vệ sinh. Đây là phòng ngủ đó các anh chị, phòng ngủ lớn nha, phòng master. Giờ chúng ta quay ra trở lại phòng khách. Thì phòng khách có một không gian rất là rộng lớn. Và các căn hộ của chúng ta đều có đặc biệt, đó chính là hệ thống cửa kính. Kính là từ trên xuống nha các anh chị. Từ trên xuống tới phía chân của chúng ta luôn. Full kính. Và chúng ta có một cái phòng ngủ nữa là ở bên mé tay phải. Đây là một phòng ngủ. Thì các căn hộ của chúng ta đều khắp nơi đều được bao phủ bởi kính. Thì bên đây cũng là kính. Và mé bên kia cũng là kính, nên chúng ta trong phòng ngủ thì chúng ta thấy được hết cái không gian ra bên ngoài luôn. Và đặc biệt là chúng ta thấy ra bên ngoài chứ bên ngoài không thấy vô bên trong nha các anh chị. Còn bếp thì được bố trí là ngay mé tay phải cửa vào của chúng ta luôn. Đây là hệ thống bếp. Ngoài ra chúng ta có cái lô gia ngay bếp của mình. Và hệ thống lô gia của chúng ta cũng sẽ có bàn giao như thế này, là sàn lót gỗ. Thì đó, một cái điểm thuận lợi của chúng ta là lô gia cũng khá là rộng đó các anh chị. Và lô gia được bố trí ngay cái bếp của mình. Thì điểm đặc biệt là các hệ thống mà khi mà cái máy hút mùi của chúng ta đó không có hút mùi hết, thì một phần mà không khí cũng sẽ được bay ra ngoài theo cái lô gia trực tiếp, thì sẽ làm hạn chế cái mùi mà cái bếp phát ra. Đó là cái điểm lợi ích mà những cái lô gia ngay cái bếp của mình.
Bây giờ chúng ta nhìn sơ qua một vòng các anh chị, căn hộ 3 phòng ngủ của mình. Hiện đang mở bán tiếp tục những cái tòa tháp tiếp theo. Các anh chị nào có nhu cầu về dự án Sunshine City Sài Gòn ngay cạnh Phú Mỹ Hưng thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Các anh chị nào thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình, vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor. Thì hôm nay Khoa đang có mặt ở bên trong sảnh của dự án Sunshine City Sài Gòn. Đây là cái sa bàn của dự án các anh chị. Cái sa bàn rất là đẹp nha các anh chị. Bao gồm chúng ta thấy được toàn khu 8 lóc ở đây, 9 lóc ở đây. Thì hiện Khoa đang có mặt ở bên trong tòa S1. S1 thì bên lầu 2 là khu vực sảnh của chúng ta, có đặt sa bàn và nhà mẫu của dự án. Đây là chúng ta thấy là đây các anh chị, Sunshine City Sài Gòn thì view sông Cải Cấm ở đây nha các anh chị. Khu vực đây là sông Cải Cấm của mình, đây là cầu sông Cải Cấm, cầu Phú Thuận và bên là đường Phú Thuận. Còn bên đây là phía Phú Mỹ Hưng, trung tâm hành chính của Phú Mỹ Hưng ngay bên tay của chúng ta luôn. Đó thì dự án cho chúng ta sau này sẽ được lên đèn LED rất là đẹp. Thì hiện Khoa đang có mặt ở bên trong tòa này nha các anh chị. Tòa này S1 thì có hai khu A1 và A2. Lối vào của chúng ta ở đây sảnh rất là đẹp, bên trong rất là nhiều tiện ích nha các anh chị. Có những cái cầu bộ kết nối giữa các tòa với nhau, và có những cái trường Maple Tree, Maple Beer của chủ đầu tư, và các hệ thống tiện ích khá là nhiều, hồ bơi kết nối, hồ bơi tràn, thác nước. Đây đó anh chị, thì hiện đang chuẩn bị sẽ mở bán những cái tòa tháp tiếp theo. Thì các anh chị nào mà có nhu cầu về căn hộ cao cấp ở khu vực Phú Mỹ Hưng thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Đây là 9 tòa của chúng ta, được đánh dấu từ S1 cho tới S8, S9, S1 cho tới S9. Đây khu vực sảnh này các anh chị, bên các anh chị sẽ thấy được là cái tòa S2 đang xây này các anh chị. S2 đang xây đã hoàn thành xong hầm và đang lên tầng 2 và tầng 3 nha các anh chị. Đây khu vực bên kia là Phú Mỹ Hưng của chúng ta. Các anh chị nào mà đã mua căn hộ của tòa S1 và S4, S7 thì nếu mà có nhu cầu chuyển nhượng lại thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại trên màn hình nha các anh chị. Khoa sử dụng Zalo, Viber, Telegram, WhatsApp. Thì Khoa đang có sẽ có video flycam rất là đẹp của cái khu, và ban đêm sẽ lên đèn của tòa S1. Các anh chị hãy đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi kênh của Khoa nha. Khoa sẽ update thường xuyên video clip của mình. Đến đây thì Khoa xin tạm dừng video clip. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.